Alo, chào các anh chị. Các anh chị điểm danh vô chat của Zoom giúp ha. À, giờ điểm danh giúp. Này thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 23. Ta tiếp tục môn vi tính phân mục B hệ đào tạo từ xa của tuần thứ 8. Hôm nay công việc là chúng ta tìm hiểu cái nội dung cuối cùng của chương đạo hàm, đó là một cái ứng dụng của đạo hàm vào việc tính giới hạn hàm số có tên gọi là quy tắc. Cái tên như thế này, nhưng mà ông này là một nhà toán học người Pháp. Cái tên như thế nhưng mà phiên âm ra tiếng Việt á phiên âm ra tiếng Việt thì mình nói tiếng Việt là L'Hôpital, chứ mình không có đọc theo cái kiểu tiếng Anh gì đó thông thường ha, không phải ha. Các cái giáo trình toán của tiếng Việt thì họ phiên âm cái tên của nhà toán học này là tên là L'Hôpital. À. Thế thì phần tóm tắt bài giảng đã để đến trang môn học rồi, nhưng mà tôi cũng tóm tắt lại một chút. Hôm nay lớp có vẻ vắng nhiều quá ha. Chúng ta lưu ý cố gắng các nội dung này là mới, cố gắng nếu mà vì lý do gì đó là không có nghe giảng, cái buổi giảng được thì cố gắng là xem lại bài nha. Chúng ta có vài cái chú ý. Thì quy tắc L'Hôpital nói cái gì? Nói cái gì? Nếu cái biểu thức Ux chia cho Vx biểu thức này có dạng không chia không hoặc là vô cùng chia vô cùng. Và đồng thời là tồn tại lim của u phẩy chia v phẩy. Ở đây phải cái ý trên đã nói thêm một chút các anh chị ha, có dạng không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng khi x tiến về x chia rồi. Bổ sung thêm cái ý đó. Ý thứ nhì là tồn tại cái giới hạn u phẩy chia v phẩy khi x tiến về x chia rồi. Và giả sử là giới hạn này bằng a. Dĩ nhiên về mặt trình bày thì chúng ta viết cái theo cái cấu trúc như này thì nó không có cân đối ha. Chữ nếu ở đây là mình phải để, đúng ra mình phải để giữa cái dấu ngoặc nhọn này mới chuẩn mực hơn. Thôi tương đối thôi. Nếu như cái giả thiết thứ nhất là u chia v nó có dạng không chia không hoặc vô cùng chia vô cùng khi x tiến về x chia rho, chúng ta biết rằng đây là hai trong bảy dạng vô định, phải không nào? Ý thứ nhì là cái giới hạn của u phẩy chia v phẩy tồn tại và đồng thời là bằng a. Nếu như thế thì lim của u chia v
khi ít tiếng về Ichiro cũng bằng bằng A. À, nếu mà cái kết quả được gọi tên là quy tắc L'Hôpital mà chúng ta phát biểu như thế này đó, thì nếu mà phát biểu cho nó chuẩn mực thì như thế này đây. À, nhưng mà chúng ta thường nói gọn như thế nào? Chúng ta thường nói gọn, nó tắt á, là lim của U chia V khi x tiến về x chia rô sẽ bằng lim của đạo hàm riêng tử chia đạo hàm dưới mẫu khi x tiến về x chia rô. À, chúng ta thường nói tắt để cho nó dễ nhớ, đó là lim của U chia V bằng lim của đạo hàm riêng tử chia đạo hàm dưới mẫu. Nhưng mà cả lớp lưu ý là về mặt toán học cho nó chính xác tuyệt đối thì chúng ta thấy rằng là ở đây có hai cái giả thiết. Giả thiết thứ nhất là U chia V chính xác hơn là Ux chia Vx, tức là một biểu thức theo x chia cho một biểu thức theo x có dạng 0 trên 0 hoặc vô cùng chia vô cùng. Vô cùng ở đây thì cả lớp lưu ý là có thể cộng, có thể trừ ha, có thể dương, có thể âm, vì dấu không quan trọng, quan trọng là để ý cái trị tuyệt đối thôi, giá trị tuyệt đối thôi. Vô cùng chia vô cùng. Ý thứ nhì là cái giả thiết là biểu thức U phẩy chia V phẩy đó ha, có giới hạn khi x tiến về x chia rô và giả sử là bằng A. Cả lớp lưu ý là A ở đây có thể hữu hạn hoặc vô hạn nha. Có thể hữu hạn hoặc là vô hạn. Hữu hạn ví dụ như bằng 5, bằng trừ 8 v.v. Còn có thể bằng vô hạn, có nghĩa là lim này có thể bằng cộng vô cùng hoặc trừ vô cùng. Thì cái kết quả này nó đều đúng cả. Lúc đó thì giới hạn của cái phân thức U chia V sẽ bằng lim của, sẽ bằng A lớn, có nghĩa là bằng lim của U phẩy chia V phẩy đạo hàm riêng tử chia đạo hàm dưới mẫu. Về tóm lại đó thì nói gọn là cả lớp lưu ý quy tắc L'Hôpital nói cái gì? Khi mình tính giới hạn tỷ số ha, tỷ số của hai cái biểu thức, hay nói cách khác là mình tính giới hạn của một phân thức mà cái giới hạn này nó có dạng không trên không hoặc vô cùng chia vô cùng, thì lúc đó chúng ta thử tìm giới hạn của đạo hàm riêng tử chia đạo hàm dưới mẫu ha. Dĩ nhiên nếu mà một cách chuẩn mực về mặt toán học thì cả lớp thấy là luôn luôn mình xét cái giới hạn của đạo hàm riêng tử chia đạo hàm dưới mẫu trước, nhưng mà thường là trong cái ứng dụng á thì thường là chúng ta là cái thứ tự đó đi, chúng ta viết cứ lim của U chia V bằng lim của U phẩy chia V phẩy thôi. Nhưng mà mình hiểu rằng là về mặt cái cấu trúc, về mặt bản chất toán học thì coi như là phải theo cái trình tự như thế này ha. Thì ngoài ra thì cả lớp cũng lưu ý thêm là cái kết quả được gọi tên là quy tắc L'Hôpital ở đây đó, thì tóm lại là về cái gọi là được phát minh và đồng thời là tức là được tìm ra và được chứng minh bởi nhà toán học người Thụy Sĩ tên là Bernoulli. Chính xác là đây là cái Bernoulli là cái họ thôi ha. Ông đã có cái họ là Bernoulli, một trong một nhà toán học người Thụy Sĩ. À, nhưng mà do cái lịch sử toán thì các anh chị có thể tự tìm hiểu thêm ở chỗ này ha. Kết quả này được tìm kiếm, tức là được phát minh bởi nhà toán học người Thụy Sĩ là Bernoulli. Nhưng mà cái kết quả lý thuyết này khi mà được công bố trên các cái tạp chí toán ha, tức là trên cái công trình này được công bố trên thế giới thì mang tên của nhà khoa học người nhà toán học người Pháp L'Hôpital. À, dĩ nhiên vì sao như vậy thì các anh chị tìm hiểu thêm chút. Dĩ nhiên là trong lịch sử thì có cái sự thỏa thuận giữa hai người đó ha, giữa hai nhà toán học đó, thỏa thuận về mặt này mặt kia, nhưng mà tóm lại là được xuất bản dưới tên gọi là L'Hôpital, nhưng mà do nhà toán học người Thụy Sĩ Bernoulli phát minh. Đây, giờ chúng ta làm một số cái ví dụ áp dụng. Ví dụ 1. Hầu như trong bài thi cuối kỳ thì chúng ta luôn luôn có
ít nhất một câu áp dụng cái vấn đề này cả lớp nha. Giờ chúng ta xét cái một cái ví dụ ở cái đề thi của hệ đào tạo từ xa của mình gần nhất ở đây có nghĩa là học kỳ 2. Mình đang học kỳ 1 năm 23-24 mà. Thì gần nhất là học kỳ 2 năm 2022. 2023. Dĩ nhiên là của hệ đào tạo từ xa của mình. Thì có cái bài như thế này cả lớp. Tính lim của cos x trừ 1 chia cho x bình phương. X tiếng Việt không? Ở đây là câu một câu có trong đề thi cuối kỳ hệ đào tạo từ xa mà gần nhất học kỳ 2 vừa rồi. Bây giờ là mình học kỳ 1 năm 23-24 rồi. Rồi, thì bài này cả lớp xem thử là giải như thế nào. Thật ra bài này đó có rất nhiều cách làm, nhưng mà nếu áp dụng quy tắc L'Hôpital thì mình làm như sau nè. Cả lớp lưu ý là cái giới hạn này nó có dạng thay x bằng 0 vào biểu thức riêng tử. Các anh chị để ý là cos 0 là 1, 1 trừ 1 là không. Dưới mẫu thay x bằng 0 thì chúng ta được là không bình là không luôn. Cho nên đây là một cái giới hạn nó rơi vô dạng là 0 trên 0 và đây là dạng vô định rồi. Tôi nhắc lại một chút, có 7 dạng vô định nha cả lớp. 0 chia 0 nè. Vô cùng chia vô cùng nè. Rồi vô cùng trừ vô cùng nè. Rồi vô cùng nhân không nè. Một lũy thừa vô cùng nè. Không mũ không nè. Rồi vô cùng mũ không nè. Thì cả lớp lưu ý là có tổng cộng 7 dạng vô định, nhắc lại nha. Thế thì bài toán chúng ta đang xét rõ ràng nó rơi vô cái dạng vô định là không chia không. Bây giờ mình nói là áp dụng quy tắc L'Hôpital. Thì một cái cách viết như thế này các anh chị. Lim của cos x trừ 1 chia x bình, x tiến về 0. Bằng lim. Bây giờ các anh chị lấy đạo hàm riêng tử chia đạo hàm dưới mẫu. Tôi viết từng bước một cho nó rõ nè. Cos x trừ 1 lấy đạo hàm, dưới mẫu lấy x bình phương, lấy đạo hàm, x tiến về 0. Nhớ là đạo hàm riêng tử chia đạo hàm dưới mẫu nha. Bằng lim. Cos x đạo hàm cả lớp biết rằng là bằng trừ sin x. Coi như tới đây thì cả lớp hình dung là các công thức đạo hàm của hàm một biến số thì các anh chị phải thuộc ha. Dưới mẫu x bình phương đạo hàm bằng 2x. X tiến về 0. Thì nhân đây cũng nhắc thêm với cả lớp là cái bảng công thức đạo hàm và bảng công thức sắp đến là tích phân của hàm một biến số thì cả lớp chịu khó thuộc chút nha. Đề thi của mình cuối kỳ là đề đóng á. Có nghĩa là không có xem tài liệu. Tiếp theo thì các anh chị để ý thêm là bây giờ với cái giới hạn mới này thì chúng ta xem thử là mình sẽ làm như thế nào. Thì thật ra cũng có rất nhiều cách làm, rất nhiều cách làm. Nhưng mà chúng ta đang học cái bài quy tắc L'Hôpital cho nên chúng ta sẽ ưu tiên
cái việc là áp dụng quy tắc L'Hôpital để làm. Bây giờ thay x vào biểu thức trên tử, các anh chị thấy rằng là trừ sin không rõ ràng là không, dưới mẫu là 2 nhân không là không, tức là giới hạn này lại có dạng là 0 trên 0, tức là cũng là dạng vô định. Và như vậy chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital thì cả lớp thấy sẽ bằng liêm. Bây giờ lấy đạo hàm trên tử chia đạo hàm dưới mẫu. Tôi viết từ từ cho nó rõ nha. Trừ sin x, các anh chị lấy đạo hàm dưới mẫu là 2x, các anh chị lấy đạo hàm x tiến về 0. Cả lớp lưu ý thêm trên tử đó, cái số hàng thứ nhì là trừ 1, đạo hàm thì bằng 0 rồi nha cả lớp. Cho nên chỉ còn là cos là đạo hàm bằng trừ sin thôi. Còn trừ 1 phía sau đạo hàm thì bằng 0 rồi. Các chị hy vọng là cả lớp đang tập trung ha. Đây là một trong những cái chung là các cái nội dung này đều là mới. Thật ra nói cho nó chuẩn mực là ngày xưa có nghĩa là ví dụ như khoảng năm 90-91 đi, thì cái kết quả lý thuyết được gọi là quy tắc L'Hôpital này thì có trong sách giáo khoa lớp 12 nha cả lớp. Chỉ có điều là sau này họ cải cách thì các cái phía phần phía sau, các năm sau thì các đợt cải cách sau đó thì nội dung này để lên đại học. Thì thật ra những năm 90-91 thì lúc đó là cái kết quả lý thuyết này có trong sách giáo khoa lớp 12. Bây giờ dạ thầy ơi. Nói. Dạ ở đây là mình cos trừ 1 là tử, mình lấy đạo hàm ở dưới mình cũng lấy đạo hàm, thì mình có cần phải sử dụng công thức đạo hàm của U chia V không thầy? À, cảm ơn. Đó là một trong những cái chỗ mà nhiều bạn khi làm bài sai á. Nhân đây tôi lấy cái tờ giấy mới này, tôi để ý cho đó nha. Chỉ nhân lát nữa mình viết bài tiếp cái chỗ này. Ở đây để ý nè, ở đây mình làm đúng là làm như thế này. Lim của cos x trừ 1 chia cho x bình phương, đó là cái chỗ sinh viên nhiều sinh viên sai lắm á. Cảm ơn anh đã hỏi. Sẽ bằng lim nè, coi như tôi kể cái dấu phân thức dài ra cho nó rõ đi. Cos x trừ 1 mình lấy đạo hàm được bao nhiêu chia cho dưới mẫu mình lấy đạo hàm x tiến về 0. Đó là đúng nha, dĩ nhiên thôi để chỗ đó thôi. Còn sai, đó là lim của, vẫn tôi lấy số liệu của bài này luôn, chia cho x bình phương x tiến về 0. Cũng có lúc chấm thi đó, cũng có nhiều bài thi họ viết thành như thế này nè, họ hiểu nhầm thành là đạo hàm của phân thức đó, x tiến về 0 này sai nha. À, để ý nha, tên là đúng nè, này sai nè. À, thì trong cái tình huống mà bạn vừa hỏi đó, thì với cái đạo hàm của phân thức này đó, thì lúc đó mình mới dùng cái u chia v lấy đạo hàm làm bằng u phẩy nhân v trừ u nhân v phẩy chia v bình phương, nhưng mà không phải, phải không? Đây, lý do là vì mình đây là cái công thức sai, cái đạo hàm riêng trên tử chia đạo hàm riêng dưới mẫu. À, cả lớp lưu ý thêm cho đó nha, lưu ý. Dạ cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn anh đã hỏi. Nếu anh không hỏi tôi cũng quên giải thích chỗ này thêm thì sẽ có nhiều bạn sai lấy đạo hàm trên tử riêng, đạo hàm dưới mẫu riêng. Cảm ơn. Rồi, quay trở lại cái bài đề tiếp. Rồi. Trừ sin x đạo hàm rõ ràng bằng trừ cos, bởi vì sin đạo hàm bằng cos mà. Dưới mẫu 2x đạo hàm bằng 2 x tiến về 0. Tới đây thì các anh chị thấy là cái giới hạn của mình nó xác định rồi. Xác định tức là không rơi vô một trong bảy dạng vô định lúc nãy nữa. Dưới mẫu chúng ta thấy số 2 đẹp quá mà,
À, số 2 là đẹp rồi. Và như vậy chúng ta chỉ việc là thế x bằng 0 vô thôi cả lớp. Trừ cos 0 chia 2. Và các anh chị biết rằng là cos 0 thì bằng 1, nếu mình quên thì có thể bấm máy rồi đó kiểm tra lại. Như vậy là trên tử là cos 0 là 1 trừ trừ 1 chia 2. Và đó là đáp số cuối cùng. Đáp số của bài toán. À, như vậy cả lớp thấy nó cũng dễ thương thôi ha, bài toán nó cũng nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là do mình là hệ đào tạo từ xa cho nên là cái độ phức tạp trong cái tính toán ha, trong đề thi cái độ phức tạp thì giảm bớt so với ai, ví dụ so với hệ đại trà thông thường học ban ngày chẳng hạn, ngành công nghệ thông tin chẳng hạn, thì dĩ nhiên đề thi nội dung, những cái nội dung trong đề cương vẫn giống, chỉ có điều là độ phức tạp tính toán thì dĩ nhiên nó tăng lên cho nên không có dễ tới mức như thế này ha. Còn đây thì chúng ta thấy rằng là hệ đào tạo từ xa mà, dĩ nhiên ngành công nghệ thông tin, nhưng mà do cái đặc trưng từ xa cho nên là dĩ nhiên là có trong đề thi có câu dễ câu khó, chứ không phải cái câu nào nó cũng tầm thường hết là không đúng. Rồi tiếp tục, ngay cái ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ thấy ngay là nó khó hẳn, chứ không phải là câu nào nó cũng tầm thường hết thì nó kỳ. Ví dụ 2 cũng trích từ đề thi học kỳ 2 vừa rồi của hệ đào tạo từ xa của mình. Không hay 2 hay không hay 3 đào tạo từ xa. Tính giới hạn lim căn bậc 2 của x lũy thừa x, x tiến về 0 cộng. Đó, đây là bài khó nha. Bài này khó rồi đó, chứ không phải này nó không tầm thường nữa. Nhưng mà dù sao thì nói về cái độ phức tạp tính toán thì nó cũng cũng không có quá ghê gớm. Nhưng mà cái mức độ này là coi như là hệ đại trà bình thường ban ngày là họ có thi mức độ này rồi đó, chứ không phải là mình hệ đào tạo từ xa câu nào cũng tầm thường, không phải. Nhưng mà nó cũng cơ bản thôi, mình học thì khi học thì mình đều có học cả, khi làm thi cử thì coi như kiểm tra lại thôi mà, chứ không bao giờ đánh đố gì các anh chị cả, học cái gì thi cái đó thôi. Rồi chuyện thứ nhất là cái giới hạn này nó có dạng gì. Thì các anh chị để ý là x tiến về 0 cộng có nghĩa là x là nhận những giá trị dương và rất bé, rất gần 0. Ví dụ x bằng 0,0001 chẳng hạn ha. Khi x nhận những giá trị dương và rất bé thì xem thử cái giới hạn này nó có dạng gì. Thì chúng ta để ý rằng là căn bậc 2 của x, căn bậc 2 của 0 rõ ràng là 0 rồi ha. Rồi trên mũ x tiến về 0 thế x bằng 0 vô thôi, 0 mũ 0. Và như vậy chúng ta biết rằng là, chúng ta xem lại lúc nãy có nhắc đó, thì chúng ta biết rằng đây chính là dạng vô định thứ 6 nè. Mình đếm từ trái sang phải thôi, trên xuống dưới thôi ha. Đây chính là một trong 7 dạng vô định và thuộc cái dạng vô định thứ 6, không mũ 0. Thế thì dĩ nhiên là dạng vô định rồi. Vậy thì mình áp dụng quy tắc L'Hôpital như thế nào? Để viết thêm cho nó rõ thôi, chứ còn lúc làm bài thi thì cái câu này khỏi cần viết cũng được. Áp dụng quy tắc L'Hôpital. Thì cũng có nhiều cái cách trình bày bài nha cả lớp. Thì một cách viết như thế này. Bước 1. Đặt y nhỏ là cái hàm cần tính giới hạn, tức là căn bậc 2 của x lũy thừa x. Từ đây kéo theo, các anh chị lấy log này 3, tức là logarit cơ số e hay vé log này 3 của y. Log này 3 ha. Đọc
lấy log neba 2 vé. Log neba của y sẽ bằng log neba của căn bậc 2 của x lũy thừa x. Và áp dụng tính chất của hàm logarit thì cả lớp biết rằng là sẽ bằng đưa cái số mũ này ra ngoài. X nhân với log neba của căn x. Mình viết thêm cho nó, viết thêm chút đi cả lớp, thật ra tới đây cũng được rồi, nhưng mà mình viết cho nó hết ý luôn. Bằng x nhân với log neba căn bậc 2 của x, thật ra là x lũy thừa 1/2, và lại đưa cái số mũ 1/2 ra ngoài luôn. X nhân với 1/2 nhân với log neba của x. Đây là một cách viết. Còn cả lớp nếu mà thấy là tốt hơn thì chúng ta ngay từ đầu chúng ta viết thành là căn bậc 2 của x lũy thừa x thành x lũy thừa x chia 2 luôn cũng được. Thôi viết từ từ như thế này về mặt toán học nó cũng đúng. Như vậy là bằng x chia 2 nhân với log neba của x. Đây là một cách trình bày nha cả lớp. Bước 2. Bây giờ chúng ta đi tính giới hạn của hàm log neba của y x tiến về 0 cộng. Cái kỹ thuật là vậy ha. Dĩ nhiên lần đầu mình gặp thì mình thấy nó hơi lạ lạ, nhưng mà từ từ mình quen thôi. Cái phương pháp nó vậy. Một phương pháp là vậy. Lim của x chia 2 nhân với log neba của x. X tiến về 0 cộng. Bây giờ tới đây thì cái giới hạn của mình nó có dạng gì? Thì cả lớp để ý nè. Thừa số thứ nhất là x chia 2, rõ ràng là x tiến về 0 thì x chia 2 rõ ràng tiến về 0, đơn giản là mình thế vô thôi, 0 chia 2 là bằng 0. Còn thừa số thứ nhì, thừa số thứ nhì bây giờ nó có dạng là log neba của số dương rất bé, log neba của 0 cộng. Thì cả lớp lưu ý cái chỗ này nó hơi khó một chút nè. Log neba của 0 cộng bằng trừ vô cùng. Log neba của 0 cộng bằng trừ vô cùng. Rồi như vậy chúng ta lưu ý nhân đây đó, thì tôi nhắc lại chút nè. Cái đồ thị của hàm mà log neba của x nó có dạng như thế này nè cả lớp. Y bằng log neba của x. Và đồ thị các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1. Đây là trục hoành, góc tọa độ, trục tung. Thế thì với cái hình dáng đồ thị mà chúng ta đã biết từ các lớp dưới như thế này rồi, thì cả lớp lưu ý là khi x tiến về 0 cộng, là cái hình ảnh chỗ này là cả lớp. Tôi lấy một điểm n trên đồ thị hàm số đi. Điểm n này có hoành độ là x. Hoành độ là x. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi x tiến về 0 cộng, tức là khi x nó nhận các giá trị rất gần góc tọa độ nè, thì chúng ta thấy là điểm n nó sẽ chạy xuống phía bên dưới. Mà điểm n này chạy xuống phía bên dưới, chúng ta để ý rằng là tương đương với tung độ của điểm n. Chỗ này thật ra là log neba của x nè. Nó sẽ chạy xuống phía dưới này. Và xuống phía này là chạy về đâu? Thì rõ ràng chúng ta thấy là chạy xuống phía dưới trục tung, và đồng thời là càng xa cái góc tọa độ như vậy, có nghĩa là tiến về trừ vô cùng. Tiến về trừ vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta có lưu ý là log neba của 0 cộng bằng trừ vô cùng. Và nhân đây thì chúng ta cũng để ý thêm, nếu mà xét theo cái chiều hướng bên kia, chiều hướng bên kia, thì chúng ta thấy rằng là, hay nói cách khác là lấy một điểm m trên đồ thị có hoành độ bằng x, tung độ tương ứng cũng là log neba của x. Thì các anh chị thấy rằng là khi x này mà cho tiến về cộng vô cùng, thì chúng ta thấy rằng là điểm m nó sẽ chạy dọc theo đồ thị lên phía trên, mà nó càng chạy xa lên phía trên, tương đương với tung độ của điểm m là log neba của x nó cũng chạy lên trên. Và chạy lên trên là chạy về đâu? Chạy về cộng vô cùng. Và do vậy cho nên chúng ta cũng có lưu ý là log neba của cộng vô cùng là cộng vô cùng. Còn log neba của số dương rất bé, tức là không cộng đó, thì là trừ vô cùng. Và chúng ta để ý cái chỗ này chút. Rồi.
Như vậy cái giới hạn này nó đang có dạng là gì? Không nhân vô cùng. À, giới hạn này cả lớp thấy như vậy nó đang có dạng không nhân vô cùng. Thì mình phải biến đổi. Câu hỏi đặt ra là biến đổi như thế nào? Thì mình chưa biết thì mình học thôi, không có gì cả. Tiếp theo mình làm như thế này cả lớp. Bây giờ trước nhất là cái hệ số 1 phần 2 tôi đưa ra ngoài đi ha, cho nó đỡ rối rắm đi. Liệp. Bây giờ trinh tử là log này 3 của x tôi viết lại. Còn cái thừa số x này tôi đưa xuống tầng thứ 3, 1 trên x luôn. X tiến về 0 cộng. Thừa số x ở tầng thứ nhất tôi đưa xuống tầng thứ 3. Thì đó chính là một cái chỗ cả lớp lưu ý được ha. Đây nè, ví dụ như là một số a khác không, thì chúng ta biết rằng là có thể viết lại là 1 trên cho 1 chia a. Chúng ta thấy cái đó nó rõ ràng. Nghịch đảo của 1 chia a chính là a. À, cho nên chúng ta nói về mặt hình thức là mình có thể đưa một cái thừa số khác không xuống tầng thứ 3 ha. Coi như đây là tầng 1. Đây là tầng 2. Còn đây là tầng 3. À, về hình thức chúng ta có thể nói như vậy. Khi mình đưa như thế này thì cả lớp thấy là chúng ta thu được một phân thức mà trên tử là log này 3 của x. Thì chúng ta thấy log này 3 của 0 cộng đang là trừ vô cùng. Còn bây giờ dưới mẫu là 1 chia x, thì chúng ta để ý là x tiến về 0 cộng thì 1 chia 0 cộng sẽ là cộng vô cùng. Cả lớp thấy không? Và như vậy bây giờ chúng ta đang thu được một cái phân thức mà có dạng là trừ vô cùng chia cho cộng vô cùng. Đó. Thế thì cái dạng vô định này nó thuộc cái dạng vô định là vô cùng chia vô cùng đó cả lớp. Chỉ có điều là bây giờ dấu cụ thể nó là trừ vô cùng chia cho cộng vô cùng mà thôi. Ha. À, cái dấu nó cụ thể. Ha. À, còn và dĩ nhiên nó thuộc cái dạng là vô cùng chia vô cùng, là một trong bảy dạng vô định mà lúc nãy đã có nhắc với cả lớp đó. Bây giờ tới đây thì chúng ta áp dụng được quy tắc L'Hôpital. Ha. Khi mà nó có dạng vô cùng chia vô cùng rồi thì chúng ta áp dụng được quy tắc L'Hôpital. Tôi viết là phải hát đây để cho nó rõ thêm cái bài thôi. Còn ví dụ khi mình làm bài thi thì mình khỏi viết rằng là phải hát cũng được. 1 phần 2 nhân với liệp. Bây giờ áp dụng quy tắc L'Hôpital có nghĩa là lấy đạo hàm trinh tử. Tôi viết cho nó rõ. Lớp này 3 của x lấy đạo hàm. Dưới mẫu cũng lấy đạo hàm. 1 chia x lấy đạo hàm x tiến về 0 cộng. Cả lớp ha. Đó. Và như vậy bây giờ bằng 1 phần 2 nhân với liệp. Trinh tử log này 3 của x đạo hàm thì bằng 1 chia x. Công thức dưới mẫu là 1 chia x đạo hàm là trừ 1 chia x bình. X tiến về 0 cộng. Đây đều là các công thức cơ bản cả. Để cả lớp xem lại bản công thức đạo hàm. Có thể nói ngắn gọn là môn học phi tích phân bậc B thì để đầu của nó, tôi nghe để đầu môn học tôi cho rằng là cơ bản thôi, dễ thôi. Đó là thuộc bản công thức đạo hàm và thuộc bản công thức tích phân của hàm một biến số. Ghi nhớ vậy nha cả lớp. Rồi. 1 phần 2 nhân với liệp. Bây giờ rút gọn phân thức này. 1 chia x chia cho trừ 1 chia x bình. Thì nó gọn là bằng trừ x. X tiến về 0 cộng. Dĩ nhiên chỗ này các anh chị hỏi ủa sao nó bằng cái số liệu đó kỳ vậy. À, tôi nháp cho cả lớp xem nè. Cái phân thức này đó. Nào, thì chúng ta có thể tôi nháp coi như nháp chỗ này cho nó rõ nè. Bằng 1 chia x chia cho trừ 1 chia x bình. Mà như thế thì có nghĩa là bằng 1 chia x nhân nghịch đảo ha. Nhân nghịch đảo tức là nhân với trừ x bình. Nào. Và như vậy các anh chị thấy là 1 chia x nhân với trừ x bình thì rõ ràng là bằng trừ x chứ gì nữa. Cái lý do cụ thể là vậy. Đến đây thì các anh chị thấy rằng là thu được một cái giới hạn xác định. Nào. Tức là không rơi vô một trong bảy dạng vô định nữa là giới hạn xác định.
Đây là giới hạn xác định. Giới hạn xác định là giới hạn là sao? Không rơi vào một trong bảy dạng vô định. Không rơi vào một trong bảy dạng vô định. Ý nghĩa nó là vậy. Thế thì bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta chia việc thế x bằng 0 vô thôi. 1 phần 2 nhân với thế x bằng 0 vô thì trừ x là 0. Và như vậy là 1 phần 2 nhân với 0 là 0 thôi. Đó là bước thứ nhì. Nãy giờ chúng ta để ý bước thứ nhì là tìm liêm của lốc Nebel của y khi x tiến về 0 cộng. Như đã nói với cả lớp đó, trong đề thi thì nó có bài dễ, bài khó. Bài này thuộc cái dạng là nó cũng khó đó. Khó nhưng mà khó không phải là nó khó chăn phương thôi. Nhưng phải khó theo cái nghĩa là đánh đố, thì toán chuyên không phải. Này là bình thường. Có thể lần đầu mình gặp mình thấy nó tương đối phức tạp ha. Rồi tiếp tục. Bước 3. Bước 3 thì cả lớp để ý lại cái giới hạn mình cần tính ban đầu là cái gì. Giới hạn cần tính ban đầu của mình là đây. Cả lớp thấy đó. Liêm của căn bậc 2 của x lũy thừa x, x tiến về 0 cộng. Mà chúng ta đã đặt cái hàm số này, đặt hàm số căn bậc 2 của x lũy thừa x đó, chúng ta đặt cái hàm đó bởi hàm y nhỏ. Nghe lớp sao? Liêm của y nhỏ x tiến về 0 cộng. Rồi tiếp tục. Bây giờ bằng liêm hàm y nhỏ này sẽ bằng e mũ lốc Nebel của y. À, y nhỏ sẽ bằng e mũ lốc Nebel của y. Các anh chị hỏi vì sao vậy? Thì câu trả lời là đây là công thức cho chúng ta cái mối liên hệ giữa hàm mũ và hàm logarit. Tóm lại, chúng ta có công thức là e mũ lốc Nebel của a là bằng a. Còn tổng quát hơn là a mũ logarit cơ số a của b thì bằng b. Dĩ nhiên một số bài toán nó có thể khó là do dùng nhiều công thức. Anh chị đồng ý em chứ thật ra nếu mà các công thức mà mình nắm hết thì nó không có gì khó cả. Rồi tiếp tục. Như vậy tôi nói lại, cái hàm số y này chúng ta thay bởi e mũ lốc này ba của y. Lớp đó. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta áp dụng công thức giới hạn của hàm lũy thừa sẽ bằng giới hạn của cơ số, tức là liêm của e khi x tiến về 0 cộng được bao nhiêu lũy thừa liêm trên mũ. Lấy giới hạn của cơ số riêng rồi lấy giới hạn trên mũ riêng, tức là liêm của lốc Nebel của y x tiến về 0 cộng. À, vô bằng ở đây là lý do là vì dựa vào tính chất của giới hạn hàm số, giới hạn của hàm mũ thì chúng ta lấy giới hạn của cơ số được bao nhiêu lũy thừa giới hạn trên mũ. Rồi tiếp tục nè cả lớp. Chú ý e là gì cả lớp? E ở đây nhắc lại là hằng số Euler. Và cái số e này thì thật ra cả lớp biết rằng là được định nghĩa là giới hạn của 1 cộng 1 chia n lũy thừa n khi n tiến về cộng vô cùng. Người ta chứng minh được rằng là giới hạn này tồn tại và là một số hữu hạn và đồng thời nó là số vô tỉ. Thì người ta đặt cái giới hạn này bằng một cái ký hiệu là chữ e. Ha, chữ e. Thế thì đây là cái chữ e này lấy từ cái từ đầu trong tên của nhà toán học người Thụy Sĩ Erland. Ha. Đó. Thì chúng ta biết là để ý thêm là cái giá trị này nó gần bằng khoảng 2,7. Gần bằng 2,7. Đi. Cho nên tóm lại e ở đây là hằng số, cho nên liêm của hằng số bằng chính nó nè.
Rồi. Và còn nữa là ở cái bước thứ hai thì chúng ta đã tính được là lim của lốc Na-Ba của y rồi, hả Lam Tham, lim của lốc Na-Ba của y, và cái kết quả ở trong tờ giấy này là bằng 0 nè. Sau khi mình tính lúc nãy là bằng 0. Cho nên mình thấy vô e mũ 0. Đó. Như vậy cả lớp thấy là mỗi bước ở đây là nó đều có lý do và đồng thời là chứ nó không, nói chung là cứ làm từ từ, ha. Và có mỗi bước là áp dụng tính chất giới hạn hay là áp dụng cái công thức logarit, mối liên hệ giữa mũ với logarit thì nó đều có cái lý do của nó cả. Chứ mình làm bài không phải là mình làm theo cái cách là mình không hiểu vì sao là không được. Để ý ha. Rồi, cuối cùng là em muốn không thì chúng ta biết là bằng bằng 1, và đó là đáp số của bài toán đó cả lớp. Thì có thể nói rằng đây là một cái câu mà trong cái đề thi học kỳ 2 của hệ đào tạo từ xa vừa rồi thì cũng là một cái câu thuộc dạng điểm 8, điểm 9 nha. Thật ra là nếu mình học rồi, học kỹ rồi thì cũng có rất nhiều bạn làm được ha, nhiều anh chị làm được. Dạ thầy ơi, cho em hỏi một câu nó không có liên quan tới bài này mà nó về 7 dạng vô định đó thầy. Ừ. Là trong 7 dạng vô định đó, là mình có là vô cực nhân với không, nhưng mà mình lại không có gọi là không chia vô cực đó thầy. Ví dụ như là trong cái bài bài này của mình đó. Ừ, đây đây đây. Đây đây là 7 dạng vô định. Dạ. Thì tại sao không chia cho vô cực thì lại không thuộc dạng vô định vậy thầy? À. Mà không nhân với vô cực lại có. Ừ rồi. Cảm ơn. Tôi giải thích thêm câu hỏi, trả lời cho câu hỏi của bạn chút. Và vì sao không chia cho vô cùng không phải là dạng vô định? Vì sao như vậy? Thế là bây giờ ví dụ như thế này nè cả lớp. Cái số 0 ở đây đó, đầu tiên nè, giải thích nè. Tôi viết lại không chia cho vô cùng. Thế thì cái số 0 này đó, thật ra nó không phải là zero đâu, mà nó là một cái số rất gần 0. Là một số rất gần 0. Còn giữ mẫu, nói cho nó chuẩn mực là có thể cộng, có thể trừ ha, có thể cộng, có thể trừ vô cùng. Đã. Thế thì bây giờ vì sao một số rất bé chia cho cộng hoặc trừ vô cùng thì nó không phải là vô định? Mà không phải vô định nghĩa là sao? Không phải vô định thì nói cách khác là đồng nghĩa với là xác định đó. Đồng nghĩa với xác định. Và xác định là xác định như thế nào? Thì bây giờ mình hình dung trong thực tế cuộc sống như thế này nè cả lớp. Bây giờ mình lấy một số tiền rất ít. Và đơn thôi đơn giản là 1.000 đồng đi. Cho nó 1.000 tiền của Việt Nam mình đó, 1.000 đồng. Đem chia cho 1 tỷ người đi. À, cả lớp hình dung vậy á. Mà lấy 1.000 đồng Việt Nam đó, mình đem mình chia cho 1 tỷ người. Thì rõ ràng là cả lớp thấy là mỗi người đó được một cái số tiền rất là ít. Nào. Một người rất ít tiền. Rất là ít. Nào, rất ít, rất gần không luôn, rất ít. Và nói cách khác là rất gần không.
có số tiền, có số tiền rất gần không, gần như bằng không, gần như không có luôn á. À, mà nó thôi 1.000 đồng chia cho chia trong tỷ người thôi, bảo thôi thôi coi như là không có đồng nào luôn á, ý vậy. Cho nên cả lớp thấy là lúc này thay vì nói như thế này, nói bằng lời như thế này ha, thì về mặt toán học người ta nói, dưới góc độ toán thì người ta nói một ngàn đồng đó chia cho 1 tỷ người thì coi như bằng không luôn, coi như bằng không. Cái dấu bằng ở đây mình hiểu là coi như, coi như hoặc là xem như, xem như. Không ở đây là xem như, mình hiểu là không có gì, không có gì luôn. Nha, rõ ràng chúng ta thấy là trong thực tế là cuộc sống là vậy. Hoặc là bây giờ một số rất gần không ở đây, ví dụ tôi lấy 0,0001 đi, tôi chia cho một số tương đối lớn, ví dụ chia cho 1 triệu đi. À, ví dụ vậy thì cả lớp thấy ngay lập tức là ở đây mình được chia cho đã phía sau dấu phẩy đã có 4 chữ số sau dấu phẩy rồi, chia cho 1 triệu là thêm 6 chữ số sau dấu phẩy nữa là thành 10 chữ số sau dấu phẩy, phải không? Cả lớp 0 phẩy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đã được một số nó rất bé cả lớp ha. À, được một số rất bé, rất bé. Thế thì vậy kết luận, kết luận là gì? Không mà chia cho cộng hoặc trừ vô cùng thì rõ ràng bằng không đó. Kết luận không chia cho cộng hoặc trừ vô cùng bằng bằng không. Và như vậy nên không chia cho cộng hoặc trừ vô cùng là xác định. Chúng ta xác định được đó, xác định được. Còn bây giờ vì sao mà không chia không lại vô định? Vì sao không chia không lại là dạng vô định? Vì sao vậy? Thế thì ở đây mình để ý là không với không ở đây, cả điện tử cả với mẫu đều là các con số rất bé, các số rất bé. Mà rất bé nghĩa là nói cách khác là rất gần không á. Cả tử và mẫu đều là các con số rất gần không. À, thế thì bây giờ ví dụ nè cả lớp, 0,00001 chia cho 0,00001 thì cả lớp thấy bằng 1 nè. À, ở trên tử với nhổ đều bé đó. Bây giờ tôi lấy trường hợp khác, trên tử là 0,00001 với mẫu bây giờ 0,00000 mấy rồi? 4, 5, ở đây là 2, 4, 6, 7, 8, ví dụ vậy đi. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 thì cả lớp dễ thấy là bằng 1.000. Còn bây giờ 0,00004,5,6,7,8 chia cho 0,00001 thì cả lớp lại thấy bằng 0,001. Có lúc là một số gần bằng 1. À, cụ thể là có lúc cụ thể đây là với cái giá trị như thế này thì nó là 1. Rồi có lúc nó lại
tương đối lớn ha, tương đối lớn. Dĩ nhiên ở đây tôi lấy ví dụ số liệu như này chứ cả lớp hình dung là bây giờ giữ mẫu mình lấy nó bé mà nó càng xa số 0 nữa, xin lỗi, càng gần số 0 nữa thì cái số này nó càng lớn theo. Còn ở đây chúng ta thấy rằng là tử với mẫu đều là bé nhưng mà điện tử nó bé hơn rất nhiều so với dưới mẫu, thì cả lớp thấy là cái thương này nó lại là số rất bé, rất gần không. Đó. Như vậy cả lớp thấy là đây là số rất bé nè. Thế thì tóm lại là với cái dạng không trên không, tức là một số rất bé chia một số rất bé, vì chúng ta không so sánh được cái độ bé của cái số trên tử nó như thế nào so với cái độ bé của số dưới mẫu, cho nên cái giới hạn cái giá trị của cái biểu thức này chúng ta không có hình dung được nó bao nhiêu cả ha, nó gần bằng một hay là nó gần bằng 1.000 hay là nó gần bằng 0,01, mình không đoán được, không dự đoán được. Bởi vậy cho nên không chia không, tức là một số rất bé chia một số rất bé, người ta gọi là không xác định được, không xác định được. Thay vì nói không xác định được thì người ta nói cách khác là hay là vô định. À thì chúng ta để ý đó ăn chút, thì cái phần giải thích cái chỗ thì đây là một cái trường hợp cụ thể không chia vô cùng, vì sao nó xác định, vì sao là nó xác định, vì sao không phải vô định, và đồng thời là tôi nói thêm cái trường hợp vì sao không chia không là một trong 7 dạng vô định mà chúng ta đã gặp từ các lớp dưới quen thuộc. À, thì đây là một cái cách tôi giải thích. Dạ, cảm ơn thầy. À, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta minh họa thêm một vài bài nữa cả lớp. Ví dụ 3. Giữa kỳ phi tích phân mục B của học kỳ 1 năm 2022 2023. Hệ đại trà hệ chính quy ban ngày bình thường nó cao lắm, gọi là hệ đại trà. Còn bên công nghệ thông tin thì nó còn ngoài ra thì còn có các cái chương trình đề án bình thường, hệ chất lượng cao, rồi chương trình tiên tiến vân vân, nó có nhiều hệ đó. Còn hệ bình thường học ban ngày ở khoa học tự nhiên thì hiện tại là đang học ở Thủ Đức á, thì người ta gọi là hệ đại trà chung để phân biệt với các cái chương trình đề án ha. Thì trong đề thi giữa kỳ môn vi tích phân mục B học kỳ 1 năm ngoái đó, còn thì học kỳ 1 năm nay thì sáng nay là ngày 18 tháng 9 là coi như bắt đầu khai giảng cái khóa mới rồi đó cả lớp. Thì coi như các bạn sinh viên năm thứ nhất của trường khoa học tự nhiên sáng nay là bắt đầu buổi đầu tiên. Và dĩ nhiên riêng sáng nay thì nhà trường tổ chức khai giảng cho nên là các lớp sáng nay nghỉ, chiều nay họ học và các lớp học buổi đầu tiên rồi. À thì học kỳ 1 năm ngoái thì có câu sau đây, có một số câu sau đây, nhưng mà chúng ta làm cái bài cụ thể sau đây. Liệt 1 trừ x bình phương chia cho sin của bx, x tiến về 1. À, thật ra thì trong đề thi đối với hệ đại trà bình thường tức là coi như tương đối khó rồi đó, nhưng mà dĩ nhiên cũng có câu tương đối đơn giản như này nè cả lớp. Dĩ nhiên cái đề thì tôi đã gõ rồi, tóm tắt bài giảng hết rồi. Đây tôi sửa bài nè. Giải. Rồi. Bây giờ Liêm viết lại giới hạn nè. 1 trừ x bình chia cho sin của bx. X tiến về 1. Việc đầu tiên thì chúng ta luôn luôn xem thử cái dạng gì phải không cả lớp?
luôn luôn xem thử cái dạng gì. Thay x bằng 1 vô biểu thức điện tử 1 trừ 1 là bằng 0. Dưới mẫu thay x bằng 1 vô pi nhân với 1 là pi sin pi, chúng ta biết là cũng bằng 0 luôn. Cả lớp biết làm sao? Hầu như đề thi, đã đề thi mà, thì hầu như luôn luôn họ cho 7 dạng vô định thôi. Chứ không ai mà cho đề thi mà nó, thật ra nó không ai là không đúng. Không ai cho đề thi mà nó cái giới hạn nó xác định cái mình thế vô cả ha. Cái điều đó tầm thường quá ha. Cho nên đã đề thi thì hầu như hầu hết nói theo cái ngôn ngữ xác suất á, hầu hết là đều là rơi vô một trong 7 dạng vô định à, thế thôi. Để chi? Để kiểm tra cái kỹ năng biến đổi cũng như áp dụng lý thuyết của thí sinh như thế nào, của sinh viên như thế nào. Chứ còn nếu mà giới hạn nó xác định thì thôi, thay vô nó tầm thường quá, có gì đâu làm. Rồi, chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital đi. Lấy đạo hàm điện tử là 1 trừ x bình đạo hàm, dưới mẫu là sin của pi x đạo hàm. X tiến về 1. Bằng liền 1 đạo hàm bằng 0 trừ x bình đạo hàm bằng trừ 2x. Dưới mẫu là sin u đạo hàm là bằng cos u nhân với u phẩy, cos u là cos của bx, nhân với u phẩy là pi nhân x mà lấy đạo hàm theo x, rõ ràng còn hàng số pi. X tiến về 1. Và tới đây thì mình xem thử là giới hạn nó còn dạng vô định không. Mình nhẩm nè, thay x bằng 1 vô biểu thức điện tử, vô biểu thức dưới mẫu cả lớp, pi nhân 1 là pi, cos pi là bằng trừ 1 rồi. Trừ 1 nhân với pi, trừ pi là số khác không. Và chúng ta ngay lập tức thấy một cái phân thức mà dưới mẫu khác không, thì đủ để kết luận là cái phân thức đó xác định, giới hạn đó xác định. Xác định thì mình chỉ việc thế vô thôi cả lớp. Trừ 2 nhân với 1 nhân x, mình thay x bởi số 1. Dưới mẫu là cos của pi nhân 1 nhân với thừa số pi bên ngoài. Mình nhẩm viết đáp số thôi. Cos của pi là bằng trừ 1, dưới mẫu là trừ pi, trừ 2 chia trừ pi là bằng 2 chia pi, rút gọn dấu trừ đi. Và tới đây thì cả lớp thấy cũng dễ thương phải không? Hệ đại trà thỉnh thoảng họ thi cũng bình, có những cái câu nó dễ chứ không phải là lúc nào cũng khó cả. Lúc đề thi thì bao giờ cũng có câu dễ câu khó, chuyện rất bình thường. Rồi thì đây là ví dụ minh họa thứ 3. Rồi, như vậy chúng ta chú ý lại một lần nữa nè. Chúng ta kết luận chung cho cả cái bài giảng là gì? Chúng ta có 7 dạng vô định: 0 chia 0, vô cùng chia vô cùng, vô cùng trừ vô cùng, vô cùng nhân 0, một lũy thừa vô cùng, 0 mũ 0 và vô cùng mũ không. Thì các anh chị để ý rằng là hai cái dạng vô định đầu tiên chúng ta áp dụng trực tiếp được quy tắc L'Hôpital à, hai cái dạng vô định đầu tiên là chúng ta áp dụng trực tiếp. Áp dụng trực tiếp quy tắc L'Hôpital. Thế thì năm cái dạng vô định còn lại thì chúng ta sẽ biến đổi để đưa về một trong hai dạng đầu, phải không? Chúng ta phải biến đổi để đưa về một trong hai dạng vô định đầu tiên để chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital, áp dụng trực tiếp quy tắc. Áp dụng trực tiếp quy tắc L'Hôpital. Còn hai cái ngoài hai cái dạng trực tiếp đó ra thì cái năm dạng vô định còn lại thì cả lớp thấy là
mình phải biến đổi để đưa về một trong hai dạng đầu để chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital để tính. Thế thì nãy giờ trong ba ví dụ vừa rồi thì chúng ta thấy là chỉ có ví dụ 1, ví dụ 3 thì nó đều rơi vào dạng không trên không. Rồi ví dụ thứ nhì, căn x lũy thừa x đó, thì nó rơi vô cái dạng vô định thứ 6. Như vậy còn các cái dạng vô định còn lại thì chúng ta cũng sẽ, riêng cái dạng vô định thứ nhì thì trực tiếp rồi, rồi dạng vô định thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 7 chúng ta cũng biến đổi để đưa về việc áp dụng quy tắc L'Hôpital. Thì chúng ta lưu ý là cái dạng một mũ vô cùng với vô cùng mũ không thì chúng ta làm giống như, làm tương tự như là dạng không mũ không, cái cách làm á. Và dạng vô cùng nhân không thì chúng ta thấy rằng là thật ra trong cái ví dụ thứ nhì lúc nãy, tức là cái chỗ x nhân với log này của x đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta đưa một trong hai thừa số xuống tầng thứ ba. Hồi nãy chúng ta đưa x xuống tầng thứ ba đó cả lớp, để đưa về dạng vô cùng chia vô cùng. Riêng cái dạng vô cùng trừ vô cùng thì các anh chị về xem thêm trong cái hệ đào tạo từ xa của mình thì có cái phần MBook của thực hành vi tích phân 1B của thực hành vi tích phân 1B ha. Thực hành vi tích phân 1B, hoặc là nói cách khác là xem trong cái phần bài tập cái quy tắc L'Hôpital này thì có cái video bài tập dành riêng cho nó rồi, thì cả lớp xem thêm ha. Như vậy thì tóm lại nó gọn là xem thêm bài tập. Áp dụng quy tắc L'Hôpital. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ nhì là chính là cái bài tập nộp của tuần này. Tập nộp tuần thứ 8. Tính năng là bằng liêm của một cộng x lũy thừa một chia x tiến về cộng vô cùng. Ở đây cái gợi ý là nó thuộc cái dạng cơ số là một cộng x, khi x tiến về cộng vô cùng thì cơ số tiến về cộng vô cùng. Còn trên mũ thì cả lớp thấy là một chia x, một chia cộng vô cùng là không, nó thuộc cái dạng vô cùng nhân không vậy ha. Thì cái cách làm mở đơn là trình bày như ví dụ 2 trong bài giảng này đó ha. Ví dụ 2 lúc nãy thì mình tính liêm của gì, căn bậc 2 của x lũy thừa x, x tiến về không cộng á. Còn cái bài của mình đó thì hình dáng nó khác thôi, dạng vô định nó khác thôi, nhưng mà cái cách làm hoàn toàn tương tự như vậy, có bước 1, bước 2, bước 3 thì cha như ví dụ 2 lúc nãy. Dạ nha cả lớp. Thì cái phần bài giảng về quy tắc L'Hôpital thì của tuần này tới đây là xong, và nội dung này cũng kết thúc luôn cái chương thứ nhì là đạo hàm và ứng dụng. Giờ này tuần sau thì chúng ta qua cái chương tích phân. Tóm tắt bài giảng của giờ này tuần sau thì tôi cũng đã để đến trang môn học rồi, các anh chị chuẩn bị. Rồi bài giảng thì dừng ở đây. Các anh chị nào chưa điểm danh thì nhớ là điểm danh vô cái ô chat của Zoom để tôi lưu lại cái danh sách điểm danh lần nữa. Lưu lại danh sách điểm danh. Rồi cả lớp có thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc thì hỏi thêm đi. Nhớ là các nội dung này bắt đầu là
đều là khó cả, cho nên chịu khó các cái buổi giảng thì nên chịu khó có mặt, chịu khó có mặt rồi có gì thắc mắc nghe giảng rồi hỏi luôn. Dĩ nhiên còn nếu mà tình huống rất là đặc biệt, mình hệ đào tạo thì xa mà, và nếu mà rất đặc biệt thì tức là không thể có mặt trong buổi giảng thì nhớ là trong tuần chúng ta cố gắng là xem lại cái video bài giảng ha. Có gì thắc mắc thì có thể gửi mail để trao đổi thêm với tôi sau. Thôi, có lẽ chúng ta dừng ở đây. Chào cả lớp.